Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Hôm nay My Bitcoin sẽ gửi tới mọi người dự án Long Protocol. Thì thông sơ qua dự án thì dự án này nó sẽ cho chúng ta là 2001 token L2B nha các bạn. Và đây là cái trang web của dự án. Mình sẽ xem sơ qua về trang web của nó. Hiện là con token này nó chạy trên nền tảng ERC20 nha các bạn. Thì tổng công của nó là chỉ là 75 triệu thôi. Tên token là L2B và name của nó là Long Protocol nha các bạn. Đây là địa chỉ contract của nó. Theo như mình thấy thì hình như là dự án này mới ra thôi các bạn ạ. Và để tham gia vào dự án thì các bạn vào link dưới phần mô tả, sau đó các bạn mở con bot này ra nhé. Sau khi các bạn ấn vào link dưới phần mô tả xong, các bạn mở bot ra, sau đó các bạn ấn nút start để chat với bot. Sau đó tiếp tục chúng ta là join vào hai kênh Telegram group và channel. Chúng ta ấn vào đây, chúng ta join vào hai kênh. Dự án này cũng mới ra mắt thôi các bạn ạ, còn khá ít người tham gia. Để mình xem xét nha các bạn. Và sau khi các bạn tham gia nhóm group xong thì chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta tiếp tục join vào kênh channel. Chúng ta ấn vào join. Sau đó thì các bạn ấn quay trở lại. Chúng ta ấn vào nút chat. Sau đó thì các bạn ấn vào phần iRob nha các bạn. Chúng ta chọn iRob. Và chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Thì cái nhiệm vụ join hai cái nhiệm vụ join Telegram group và channel đây thì mình vừa mới làm rồi. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter, write và retweet lại bên bot và chia sẻ lại bài viết. Chúng ta ấn vào twitter.com. Trên Twitter thì chúng ta tiến hành theo dõi. Sau đó chúng ta kéo xuống đây. Chúng ta like bài viết đã game của nó nhé. Chúng ta like bài viết game của nó nè. Chúng ta like và chia sẻ lại. Là và retweet lại. Chúng ta tự viết lại nhé. Như dự án thì dự án này chúng ta là nó cũng đã nói luôn là sau khi các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được là 2111 token L2B tương đương là 21 đô nha các bạn. Và 500 token L2B trên một red. Và sau khi các bạn follow Twitter xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta làm thêm hai cái nhiệm vụ tùy chọn này nữa nha các bạn. Chúng ta là follow Mezum. Nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta follow Mezum. Trên Medium thì chúng ta tiến hành ấn vào nút follow. Sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo là like và follow Facebook. Chúng ta tiến hành like và theo dõi trang Facebook của nó nhé. Sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta ấn vào nút Submit Retard. Submit Join For. Thì nó yêu cầu chúng ta điền lại. Sau khi các bạn ấn vào nút Submit Join For thì nó yêu cầu chúng ta điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn vào phần cài đặt này. Các bạn vào phần setting cài đặt. Chúng ta copy lại cái username Telegram của các bạn nhé. Bạn nào chưa có username thì có thể vào phần cài đặt tạo cho mình một cái username nhé. Các bạn copy lại cái username, sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Sau đó chúng ta gửi cho bot. Enter your Twitter profile link. Twitter profile link thì các bạn vào Twitter.
các bạn quay trở về từng nhà. Chúng ta chọn avatar. Chúng ta chọn một hồ sơ. Sau đó chúng ta copy lại link profile từ Twitter của các bạn lại. Chúng ta tiến hành sao chép link profile, sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta dán link profile từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Intermedium username. Username thì các bạn vào medium lại, các bạn quay trở lại medium nhé. Chúng ta chọn avatar. Sau đó các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Các bạn copy cái username medium ở dưới phần tên của các bạn lại nhé. Chúng ta sao chép, sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta dán cái username medium vào đây. Và gửi cho bot. Tiếp theo thì nó yêu cầu chúng ta là điền lại link profile Facebook. Thì các bạn vào Facebook. Chúng ta vào trang cá nhân Facebook. Chúng ta vào trang cá nhân. Sau đó chúng ta chọn dấu ba chấm. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết vào trang cá nhân. Chúng ta sao chép lại cái link profile Facebook của các bạn. Chúng ta sao chép lại, sau đó chúng ta quay trở lại bot. Chúng ta dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây. Và gửi cho bot. Bước cuối cùng thì chúng ta nó yêu cầu chúng ta điền lại địa chỉ quý ERC20. Địa chỉ quý thì các bạn vào WeTrade Wallet hoặc MetaMask hoặc Mazer Wallet, chúng ta copy địa chỉ quý ETH và gửi cho bot. Chúng ta sẽ chép địa chỉ quý và chúng ta quay trở lại bot, chúng ta dán địa chỉ quý vào đây và gửi cho bot. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Tiếp theo thì chúng ta ấn vào nút vào trở lại bắt. Chúng ta ấn vào nút bắt này. Sau đó thì mỗi ngày các bạn vào con bot này nhé. Các bạn ấn vào Daily Reward này. Thì các bạn sẽ nhận được là 10 token mỗi ngày nhé. Mỗi ngày các bạn cứ vào con bot này, các bạn ấn vào Daily Reward là các bạn sẽ nhận được là 10 token L2B nha các bạn. Thì nó cộng trực tiếp vào cái phần blend này cho các bạn luôn nè. Các bạn có thể check phần blend để kiểm tra số token chúng ta kiếm được này. Đây nè. Blend được mình làm tất cả các nhiệm vụ xong thì chúng ta sẽ nhận được là 2111 token. Và các bạn ấn vào mỗi ngày các bạn ấn vào Daily Reward thì nó sẽ cộng là 10 token L2B vào xuống phần này nhé. Và các bạn có thể ấn vào phần Referral để lấy đường link red để tiến thêm bạn bè để nhận thêm token. Một lượng red là chúng ta nhận thêm 500 token L2B nha các bạn. Như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 2111 token L2B từ dự án Lung Protocol đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.